Hi, chào mọi người, em còn một con mini nè, tay dài CS30E ha. Ủa, vô còn khá là đẹp luôn. Hết sạch. Làm Hitachi zin của nó nha, xích zin của nó. Này, xích nó tụt ra về lắp lại thôi. Máy còn khá là sáng sủa. Máy mini nha mọi người. Phải đánh giá được, hiểu được thế nào là máy mini, máy khai thác nha. Này để cho mọi người 1,1 triệu nha. Con này để cho mọi người 1,1 triệu về tự dọn nha mọi người. Về sau bán vải thôi, máy đủ đồ này. Đủ đồ, thấy liên lạc. Không bể vỡ mọi người, liên lạc không bể vỡ. 1,1 triệu nha, không bao ship nha mọi người, chưa dọn. Về tự dọn nha. Hàng zin về sao bán vậy thôi. Mua thì mình chuyển khoản tiền hàng vào số tài khoản bên dưới phần mô tả nha. Em không có ship thu hộ nha, không ship code nha, mua thì chuyển hết tiền hàng giúp em nha. Giá thì em công khai rồi nha, em không có giấu giá nha. Nên là mình mua thì mình chỉ việc chuyển khoản thôi, em cũng không có bớt nha mọi người. Rồi, chào mọi người nha.